Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá mít Thái tại các khu vực để bà con mình tham khảo. Thì thưa bà con, hiện tại thì giá mít Thái tăng giảm liên tục rất là khó đoán ha. Theo các thương lái cho hay, từ chiều ngày 31 tháng 8 sang ngày 1 tháng 9 thì giá mít Thái tăng giảm liên tục, khiến cho thương lái vào vườn rất là khó mua. Cụ thể là chiều 31 tháng 8 thì có vựa ở Tiền Giang mua là khoảng từ 30 cho tới 31 ngàn đồng một ký đối với kem lớn hoặc là mít nhất, thì ngay tối cùng ngày đã giảm xuống còn từ 28 cho tới 29 ngàn đồng một ký. Rồi trong sáng ngày 1 tháng 9 thì nhiều vựa báo không đồng nhất, có vựa mua bằng giá chiều 31 tháng 8, cũng có vựa lại mua thấp hơn. Cũng có trường hợp những thương lái cho hay là có vựa nhỏ mua giá cao, nhưng khi bán ra cho vựa lớn thì phải bán với mức giá thấp hơn, đành phải chịu lỗ. Thì việc này, giá mít Thái hiện nay phụ thuộc rất là nhiều vào lượng hàng về vựa lớn đủ hay thiếu. Nếu như lượng mít về vựa lớn đủ thì giá bình ổn, và ngược lại, lượng mít về vựa lớn mà thiếu thì giá sẽ tăng. Đến khi nào các vựa lớn gom đủ hàng thì giá mới quay đầu. Tuy nhiên, dù là mít Thái tăng giảm liên tục như vậy, nhưng theo các thương lái và các vựa thì mức giá vẫn đang rất tốt, cho nên người dân chỉ cần có mít bán trong thời điểm này là sẽ có lời ha bà con. Quay trở lại tình hình giá mít ngày hôm nay thì thưa bà con, giá tiếp tục ở mức rất tốt nha. Cụ thể tại khu vực Tiền Giang, kem lớn là 29.000, kem nhỏ 19, kem 3 là 9. Tại Long An, Đồng Tháp, An Giang, kem lớn là 28, kem nhỏ 18 và kem 3 là 8. Tại Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, kem lớn 27, kem nhỏ 17, kem 3 là 8. Vào thời điểm này thì mít rất là ít, cho nên cách bắt mít cũng dù gì cũng dễ dầu hơn ha. Có nơi là vựa lấy hàng kem nhất hoặc là kem lớn đó bà con, hoặc là mít nhất đó, là từ 8,5 kg là đã đạt rồi. Đó. Thì bà con lưu ý giá kênh cập nhật là giá anh em thương lái mua tại vườn nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.